Thôi chào bạn. Ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn nữ. Giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Đoàn Vĩnh Khang, em là nhân viên thống kê rau củ ở công ty Ares Sài Gòn ở quận 7. Bao nhiêu tuổi Khang? Dạ em 23 tuổi chị. Quê đâu Khang? Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh xưa giờ luôn? Dạ. Ở với ai? Ở với gia đình. Gia đình có mấy người? Dạ ba mẹ em với lại em gái. Ba mẹ em gái. Dạ. Rồi mời bạn gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Mai Trâm, năm nay em 23 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn bán hàng. Quê em ở Phú Yên và em hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở thì ở khu vực Thủ Đức, Dĩ An. Còn em làm là em làm toàn thành phố. Em chạy job á chị, là tức là quận toàn thành phố thì em sẽ đi di chuyển, chứ không có làm cố định ở một chỗ hay là siêu thị đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em nghĩ là em chỉ có điểm mạnh thôi. Bây giờ thì em chưa cảm giác được điểm yếu của em ấy. Vậy còn điểm mạnh? Điểm mạnh của em vui vẻ với lại ít nói. Ít nói rồi sao bán hàng? Khi mà mình làm cái công việc đó thì nó sẽ có cái nội dung, mình có cái chủ đề thì mình sẽ nói chuyện với lại người ta. Còn bình thường khi mà về nhà thì em ít nói. Vậy em về nhà em ngồi chờ một mình. Vậy hả? Ngồi chờ một mình. Sở thích của em là gì? Em thích xem phim, em thích rap, em thích chơi thể thao nhưng mà em không chơi thể thao. Thích chơi mà không chơi? Dạ đúng rồi, hồi xưa lúc mà còn đi học á, thì có bạn bè rồi em hay chơi chơi chung với bạn. Xong rồi sau khi mà em học tốt nghiệp phổ thông xong, lười, một mình em lười, em không chơi. Rồi đọc thử một câu rap nghe coi. Vô. Đợi khi em lặng thầm nghe nhịp sóng vỗ, nghe con tim mình trống chỗ, nghe tiếng anh nói trong hộp thư, nghe đời bảo yêu không phải là một chữ vì em đã viết lá thư dài 4 trang. Đã nghe con tim mình rộn ràng, trò chuyện từ tối hôm qua cho tới sáng, làm sao để biết hy sinh nào mới ra. Có thú vui tao nhã gì nữa không em? Em thích nhìn người đẹp. Trai đẹp hay gái đẹp? Cả trai lẫn gái. Người đẹp là thích nhìn? Dạ đúng rồi, em cực kỳ thích ngắm. Tức là nhiều lúc em ngồi em ngắm người ta say đắm đến nỗi mà người ta tưởng đó là mình thích người ta luôn ấy. Nhưng mà em thích trai hay gái? Người đẹp thì em thích thôi, em thích cả hai đồng đều như nhau. Chứ em không có quen con gái. Có nhớ nhung cô gái nào chưa? Thích thì em thích nhìn vậy thôi. Mà có nhớ về nhà rồi có nhớ nhung người ta không? Dạ có đôi khi. Trời đất ơi. Không, nhưng mà con trai cũng có. Bây giờ nói cho tôi nghi ngờ quá vậy. Đàn trai bên đây thấy lo rồi đó nha. Em cũng thích ngắm trai xinh gái đẹp anh. Đó. Dạ. Thích ngắm trai gái đẹp luôn. Dạ, trai đẹp là ngắm hơi lắm nữa, bỏ đi chỗ khác. Nhưng về có nhớ nhung giống bên kia một chút không? Dạ không, chuyện hết ngắm rồi không có nhớ. Tôi không thích ngắm trai ta kỳ ta. Nhưng anh ơi, tức là nhớ là giống như kiểu là mình thích người ta, mình thần tượng người ta thì mình nhớ. Vậy là cũng nhớ lắm rồi đó nha. Dạ. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là hoạt bát vui vẻ, khoái ghẹo người ta. Khoái ghẹo ta hả? Dạ. Ghẹo con trai hay gái? Ai cũng em đều ghẹo hết đó. Ghẹo là chọc ha? Dạ đúng rồi. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là em thích nựng chó. Hả? Nựng chó? Dạ đúng rồi. Nếu mà chó dễ thương thì em nựng tới khi mà nó bực mình lên, nó là em bỏ chạy rồi. Sợ cắn. Tức là thích nựng chó nhiều hơn nựng người. Có nựng người nữa, nhưng mà thấy ai dễ thương thì nựng chút xíu thôi. Chút xíu thôi, còn chó mới nựng lâu đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi rồi. Rồi tình trường thì sao? Em trải qua một mối tình, người đó ghen quá anh ơi. Tại vì em đi giao hiệp với khách hàng á anh. Gọi điện thoại em hoài rồi khách hàng cứ nói. Cũng tới nơi chỗ em luôn. Làm dữ quá rồi em về. Tới nơi luôn? Dạ đúng rồi. Quen nhau mấy năm? 6 tháng. Mới có 6 tháng nữa hả? Dạ. Nhưng ghen quá ha. Dạ. Bên kia mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Đó tôi nghi lắm luôn rồi đó. Có si mê, có nhớ anh nào chưa? Dạ chưa. Trời ơi. Có ai nói em là lét chưa? Không có chị. Chào em, trời ơi dễ thương quá. Không có mối tình nào hết. Dạ chưa có chứ không phải là không có. Chưa có. Dạ. Thấy con gái thích về cũng nhớ thích. Có bao giờ ôm cô gái nào chưa? Em gái em. Không, người ngoài em gái em á. Bạn bè bình thường. Có ôm chặt không? Ôm nhóm. Thấy phê không? Có cảm giác gì không? Dạ bình thường. Có bao giờ nắm tay bạn trai chưa? Nắm hoài à. Có cảm giác gì không? Dạ. Rồi xong luôn. Có bao giờ coi một cảnh tình cảm nào trên phim hai người hôn nhau chưa? Dạ có. Thích không? Dạ thích. Nhưng mà thích ai? Là thích phim đó mới coi mới thấy.
thấy mình có mong muốn vậy không? Dạ em chưa nghĩ tới. Hình như cô này không có cảm giác gì vậy luôn á. Tôi hơi lo luôn á nha. Nhà gái cũng hoang mang luôn rồi đó. Ca này hơi khó à. Em cũng muốn hẹn hò thì em mới lên đây. Mọi người kiểu như là hơi bị hiểu nhầm giới tính của em ấy. Tại vì là nếu như mà lướt trên Facebook, hầu như là từ năm này cho đến năm nọ không có một tấm hình nào mà em chụp chung với con trai hết luôn. Toàn là hình chụp chung với lại bạn nữ không mà. Kiểu mẹ em cũng sợ luôn ấy. Cho nên là em muốn lên đây để chứng minh là em không phải như vậy. Em lên chứng minh với mẹ em, cố tình chứng minh thôi đúng không? Dạ, thực sự thật là nó như vậy thì em mới chứng minh. Ở nhà mẹ em có nói em lét không? Mẹ sợ thôi chứ mẹ không có nói. Vậy là mẹ cũng nghi ngờ giống anh rồi. Hay. Nãy giờ em nghe cảm giác em có lo gì không? Em thấy bình thường anh. Bình thường hả? Đúng rồi đó. Này nó cũng coi khoái trai mà, ngắm trai luôn mà. Anh ơi, tức là đẹp thì ai chả thích. Tại sao tao ế tới giờ em biết không? Lúc đó em chia tay xong rồi em buồn. Rồi cũng em cũng có quen một sư thầy. Ủa quen sư thầy? Ủa là sao? Tôi hoang mang hoài đó. Quen sư thầy rồi sao em? Thầy đó là trụ trì ở chùa, cũng có rủ em về để theo học khóa tu anh. Sau đó ngỏ lời mời về kêu em đi tu rồi làm trụ trì luôn. Cho miếng đất ngàn mét vuông anh. Miếng đất ngàn mét vuông trụ trì luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em suy nghĩ lại, em còn trẻ quá, đang phân vân giữa đời với đạo á. Nếu mà cái mối tình này được á thì em sẽ suy nghĩ lại. Có nghĩa mối tình này được không? Em không được thì đi tu. Chắc là đi luôn. Không được thì đi tu theo sư thầy luôn. Em vẫn tiếp tục cuộc sống. Em vẫn tiếp tục cuộc sống. Mối tình này không được đi tu luôn hả em? Mỗi tối thì em vẫn đọc kinh tiếng Phạn hả chị? Trách nhiệm em cao lắm đó. Ca này khó à. Tôi làm mai cũng cỡ gần chục năm nay tôi mới thấy ca này lạ đó. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dễ thương, xinh, có duyên chút xíu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Ca sĩ Hàn Quốc CL á chị. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Xăm mình rồi. Em không xăm. Gì nữa? Găng hôn. Gì nữa? Chị thôi được chị. Có phải làm dâu không? Bạn đó thích thì về thôi, chứ em là tư tưởng là thích ở sống riêng hơn. Tại vì em thích đi chơi mỗi tối lắm, nếu mà đi về trễ thì sẽ làm gia đình sẽ lo. Thôi tôi hoang mang quá. Anh nói những lúc này có lẽ trong đầu em á là em có hướng nghiêng về sư thầy, tức là về đi tu á. Nhưng mà nếu có căn tu á thì cũng nên tu. Ôi anh ơi, chắc em nghĩ chưa có đến duyên đâu. Đó, thử được vậy được rồi đó. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em không thích những người bị hói. Hói? Tại vì em bị hói. Gia trưởng là em không thích. Với lại không thích hút thuốc. Con trai mà tính đàn bà. Có mẫu người lý tưởng gì không? Kiểu như là bạn nam biết quan tâm lo lắng là được. Hỏi ý kiến người thân đi. Chứ cũng hoang mang quá. Nãy giờ hai em đưa ra những cái gì nó hoang mang không à. Người thân của em hôm nay là ai nè? Dạ có dì với lại chị gái của em với lại chị họ anh rồi. Họ dì ruột hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp dì trước đi nha. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi chào chị. Chào. Dạ MC Cát Tường. Chào hai cháu đang tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả có mặt trong hội trường. Dạ tôi tên Hiền, đến từ Phú Yên, là dì ruột của cháu Trâm. Chị thấy cháu gì sao? Nói chung cháu thì cái bản tính hiền. Hiền. Trầm tính, ít nói, nhà thương cực kỳ, thương bé. Cứ sợ bé ở vậy luộc, cho nên gì cứ hấu. Tới chương trình bạn muốn hẹn hò đó mà kiếm bạn trai. Còn chàng trai bên đây thì theo gì nhìn nhận thì khuôn mặt phúc hậu. Em nói chững chạc. Tóm lại là cái khuôn mặt của hai cháu á, có nét phu thơ trên khuôn mặt. Cháu bên đây là nói chung cũng đẹp trai, ăn mặc nói chung chu đáo, nói chung tắt. Kể là gì cũng ok hết Trâm ơi. Chị mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi cảm ơn gì. Nay bạn trai đi với ai? Em đi với mẹ với em gái rồi. Rồi dạ, chào cô. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Chào khán giả ở trường quay. Em tên Châu, là mẹ của bé Khang. Có khi nào Khang nói cô nó có ý định đi tu không cô? Có đó, nhưng mà nó đi với bạn nó sinh viên hè rồi nó đi tình nguyện rồi đi vô mấy cái chỗ trung tâm với lại giáo hội Phật giáo gì đó. Đi vậy là tốt.
nó cũng có đi tham gia chương trình tình nguyện của chùa, thành ra nó khóa tu của chùa cũng có tham gia. Nó đi làm vậy, nó làm lì lì với lại cái công việc của nó. Nó về nhà nó làm thêm, rồi xong rồi đi ngủ, sáng đi làm tiếp. Cô bé này cũng dễ thương đó. Cảm ơn cô. Thôi để hai đứa tìm hiểu đi, để hai đứa hẹn hò. Hai đứa cũng có những cái giống nhau lắm đó. Rồi cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô. Đó là ý kiến của người thân để mình tham khảo thêm ha. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn kéo rau. Chào em. Chào. Anh có món quà tặng cho em. Cảm ơn nha. Anh thấy em dễ thương á. Cảm ơn anh. Anh biết nấu ăn không? Biết chút chút. Có hay nấu ăn cho mẹ không? Trừ khi mẹ nấu ăn không hợp khẩu vị mới xuống nấu thôi. Khen thích con gái đẹp đúng không? Là rốt cuộc là thích hay là không? Có thích chút chút, nhưng mà đối với người yêu là có thích. Trâm thích con gái đẹp, tức là con gái đẹp đối với Trâm là có hai dạng. Thứ nhất là đẹp, nhưng đẹp theo kiểu là nhìn có sức sống, đó là những cái bài tập thể thao. Thứ hai là đẹp kiểu tiểu thư bánh bèo, thì Trâm thích cái kiểu mà con gái đẹp kiểu nhìn có sức sống á. Khen thích cái kiểu con gái nào? Sao nghi quá. Con gái có chơi thể thao, có sức sống. Nếu Khen thích cả hai thì sao? Lại thích cả hai, lại thích đều như nhau. Thì hỏi cho biết rồi thôi ạ. Sao là cái gì muốn hỏi Trâm không? Công việc của Trâm thì có thời gian rảnh hay không? Cũng có, nói chung là có thời có. Thôi đưa ra cái quà đẹp. Hai người đứng lên. Kiểm tra cảm xúc chút coi được không, còn không được thôi về cho rồi. Nắm tay. Rồi coi mình tim có đập loạn xạ gì không, có cảm xúc gì trong người không, có rung động miếng nào, có cái tình cảm nam nữ gì không. Trâm thấy Khang sao? Bình thường. Sao là sao? Là thấy mặt tròn tròn kiểu baby cute. Mình nắm cái tay có điện chạy qua không, có rung động gì không? Rồi đủ 30 giây rồi đó. Rồi sao em? Cảm thấy sao? Em thấy bình thường hả? Bình thường. Cả hai đều thấy bình thường. Chết à. Rồi anh Linh bất động luôn rồi đó, tôi cũng vậy. Trời ơi. Sao tôi rơi vào cái hoàn cảnh này trời. Ủa lúc trước cô gái kia ai cua ai? Em cua trước rồi. Em cua em nói hay sao? Mình làm quen nha. Rồi tìm hiểu rồi tối thì mỗi tối em chở đi chơi, đi dạo. Chở cũng đi chơi thôi hả? Đi ăn nữa anh, đi ăn xong rồi làm đi gì chơi. Nữa? Đi ra phố đi bộ. Rồi sao nữa? Đi bộ dạo rồi vậy. Vậy thôi đó hả? Dạ, tâm sự nữa. Có... Chưa anh? Chưa luôn. Dạ. Không có làm gì hết. Dạ. Ta không cho làm hay mình không làm? Trong sáng á chị? Chị có nắm tay hả? Không, trong tối thì trong sáng chi vậy trời? Nói vậy thôi. Chứ cũng rất là bản lĩnh nha. Chỉ sợ lấy người ta về xong đi tu thôi à. Muốn đi tu phải có căn tu, phải muốn đi tu là được đâu. Bây giờ nhìn cái chàng trai nè, có một chút cái rung động gì không? Cảm xúc. Có thích miếng nào không? Nếu như mà thích thì chắc kiểu là chị em. Tức là nhìn có cảm giác như bạn chưa trưởng thành ấy. Chưa trưởng thành luôn. Em nói gì cô gái đi. Em bỏ tay. Nói vậy em hết nói luôn rồi. Em mình phải chứng minh mình trưởng thành chứ. Tại em chưa hung cổ mới nói em chưa trưởng thành đó. Bạn trai là người ta có công việc ổn định rồi, người ta có ý chí trong tương lai nữa, mà sao nói người ta chưa trưởng thành trời. Cô mới là chưa trưởng thành đó cô. Em cảm nhận thế nào á? Có giống như cái hình gọi là hình dung của mình về đối tượng mình lựa chọn không? Cũng giống kiểu nhìn cũng hiền, cũng dễ thương. Bây giờ em có cảm xúc rung động gì với cô gái này không? Cũng có chút chút. Cũng có chút chút. Em muốn nói gì với cô gái này? Em cho cơ hội thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Thôi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Cơ hội cũng không đến nhiều lần với chúng ta. Đồng ý hay không đồng ý là quyền của các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian.
Mời em. Đây là một chàng trai rất bản lĩnh. Đây cũng là một trải nghiệm. Khi nào mình mà muốn tìm một nửa yêu thương của mình á thì hãy đến với chúng tôi, bởi vì chúng tôi vẫn còn bạn muốn hẹn hò offline nha. Lý do tại sao em không bấm nút? Em cảm giác là em không thể hẹn hò được với bạn. Em có cảm nhận là cô ấy sẽ không bấm nút không? Dạ có chứ. Tại sao em vẫn bấm? Tại vì em muốn cho cơ hội bạn nó một cơ hội. Chính xác, bạn rất bấm. Hay biết rằng người ta không bấm nhưng mình thích thì mình cứ bấm, đó là bản lĩnh của người đàn ông. Và chị nghĩ là em đã trưởng thành. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình ở đâu đó ha. Dạ. Em ơi, chào chị ha. Vâng. Rồi mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình chị ha, họ tên tuổi rồi công việc quê quán của chị đi, hay ở hiện tại của chị như thế nào nhá. Mình đây tạm trú ở phường 5 quận 8 đường Bông Sao. Mình tên gì ạ và mình năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? À, mình tên là Lý Thu Thảo, mình sinh 1983. Thôi chị Thảo đang làm công việc gì chị ha, chị chủ động chia sẻ về bản thân mình đi chị. Tại vì là ở đây thì chỉ có ban biên tập của chương trình cũng như là các bạn sản xuất thôi. Thì mình cứ chủ động mình chia sẻ xem là mình trước đông người thì mình có tự tin, mình có thoải mái không? Với lại những cái đặc điểm nổi bật của bản thân chị là cái gì? À vâng, trước thì mình làm công nhân á, nhưng mà bây giờ thì hiện tại mình đang buôn bán. Mình đang buôn bán nho nhỏ thôi. Cụ thể mình bán gì đó chị ơi? À, mình đang bán bánh tráng trộn em. À, mình bán là bán cả ngày luôn hay sao? Bán ở đâu ạ? À, mình bán online thôi. À, rồi. Giờ mình sinh năm bao nhiêu vậy chị Thảo? 1983. Rồi. Bây giờ mình đang ở cùng với ai ạ? À, mình ở với gia đình của chị của mình. À, rồi gia đình của chị thì ở đâu? Quê chị ở đâu ạ? Quê chị ở đâu á? Ở Tiền Giang. Trời ơi, người Tiền Giang á. Nói cái giọng không biết luôn. Người Tiền Giang vậy, chị ở trên này lâu chưa? Ở lâu rồi. À, lâu lâu bao lâu? Chủ động nói xíu nè. Mình chia sẻ về bản thân nè. Dạ, chị lên hồi nào? Sao không ở với gia đình? Hay là gia đình đang làm gì ở dưới quê? À, dưới quê mình chỉ là làm ruộng thôi. Còn mình lên đây là do hồi nhỏ lên đây đi học á. Rồi ở nhà dì, rồi ở trên đây đi học xong rồi bắt đầu mình đi làm công nhân, rồi tới dịch đó rồi mình nghỉ làm, rồi cái bắt đầu mình kinh doanh nho nhỏ, là mình kinh doanh bằng cách là online, mình bán online, cảm thấy là cũng ổn cho nên mình cứ thế mà mình bán thôi, bán bánh tráng trộn đó, bán thôi. Ừ. Chị bán đó là thu nhập tháng mình khoảng nhiêu chị? Nó bất ổn lắm, không nói được, nói chung là tạm đủ sống. Ừ, nhưng mà ví dụ cao nhất là khoảng nhiêu tháng, ví dụ cao nhất 50 triệu mà thấp nhất là 5 triệu, ví dụ vậy. À, nói chung là mình bán mình có thể là mình chi phí hết rồi cũng thể là 20-30 gì đó. Ôi ghê vậy hả? Rồi ngon vậy. Bán bánh tráng trộn mà hơn em đi làm rồi, em đi bán bánh tráng trộn mà chỉ em bán rồi sao rồi khách hứa chị ở đâu? Rồi sao biết rồi bán ở đâu? Ấy là mình bán bánh tráng trộn ở bên app với là TikTok á, mình chạy TikTok thì mình ăn chi với TikTok mà. À. À. Thì khi nào mình tới mình sẽ đưa bánh tráng trộn cho bạn nha. Ủa mình tên gì ta? Mình đồng hương với nhau, mình tên gì ta? Ừ, biết đồng hương luôn. Ừ, mình tôi là biên tập Thanh Trúc. Dạ. Có gì chị tham gia chương trình chắc chị đem bánh tráng trộn lên chị quảng cáo luôn được ha. Dạ. Dạ. Rồi. Là mình chỉ ai mình thấy nghe tiếng đồng hương á, mình muốn mà đồng hương ăn thôi à. À vậy đó hả? Trời ơi, quý quá. Ở đây đồng hương dạ. Có khoảng chục người, chị chuẩn bị chục bịch nha. Đồng hương không đó. Không, chuẩn bị 20. Ờ ngon. Rồi, bây giờ cho em hỏi nè, chị từng kết hôn chưa? Chưa nha, mình chưa từng kết hôn. À, rồi lý do làm sao vậy? Kể vài mối tình mình nghe chơi coi nè. Vâng, mình có hai mối tình chính thức. Một mối tình đó là lúc 20 mấy tuổi với một mối tình lúc 30 mấy tuổi. Hiện tại thì đang độc thân nha. Đang độc thân vui tính. Rồi kể hai mối tình đó coi, mối đầu quen bao nhiêu năm rồi sao mà chia tay vậy? Nó qua rồi luôn á, nó kể lại mất công, nó khơi lại á. Khơi gì đâu, mình qua rồi là mình phải coi như bài học, mình kể nó một cách mà vui vẻ tự tin lên nè. Mình vâng. Kể như chuyện của người ta luôn á chứ không phải chuyện mình nè. Vâng, là rồi. Lúc đó mình đi làm
đi làm, cái kiểu giống như là còn nhỏ mới lớn thì đi làm, là mình đi làm lúc đó là mình làm ghi danh ở bên phòng tập gym á. Rồi mình quen cái bạn đó, bạn đó là mối tình đầu của mình cũng là mối tình đầu với người đó luôn. Quen bạn đó 6 múi không? Sao? Bạn đó 6 múi không? Nói chung không có 6 múi nhưng mà thấy cũng rất ok á. Rồi sao nữa, rồi sao chia tay uổng vậy? Chắc là do lúc đó mình còn trẻ, nó giống như là cơm áo gạo tiền á, mỗi người một nơi. Xong rồi bản đi một thời gian sau, cái hai người lặp lại vẫn quen. Quen xong rồi lớn lên thì nó có nhiều cái giống như là sao ta, mình không biết nó làm sao nữa. Có thể nó là từ không hợp cũng được đi. Rồi cái lặp một nơi. Có đầu mình lớn lên chút nữa, lúc mình ba mấy thì mình cảm thấy là mình lớn rồi, mình cũng phải tìm một người. Mình cũng có quen xong rồi sao ta? Dạng giống như là chắc có thể là gọi là không có duyên á, giống như có duyên quen không có nợ với nhau á, rồi cũng chia. Là cái mối thứ hai hả? Mối thứ hai quen làm sao chia tay? Mối đầu nhỏ quá, mối thứ hai thì cũng đã trưởng thành chín chắn rồi. Thì trưởng thành chín chắn rồi nhưng mà có cái duyên gặp mà không có cái nợ nên vợ chồng cho nên tự động nó chia tay vậy đó. Mà cụ thể là sao mà không có cái duyên vậy? Cái duyên gặp rồi đó, giờ muốn biết cái lý do chia tay nè. Ai làm gì hay làm sao, hay người đó làm sao? Cũng giống như chắc người đó dạng tính toán quá. Đi ăn chia hay là gì, cụ thể ra xíu coi để hiểu coi nè. Không có ăn chia mà dạng giống như là cái tính người ta hơi hơi nữ tính á, giống như người ta tính toán kỹ lưỡng quá. Giống như má ghẻ vậy đi, mình chịu không nổi mình chia tay. Quản mình quá hay sao? Không có quản, giống như là tính toán quá. Cụ thể coi, mua quà tặng tôi chưa hiểu tính toán như thế nào nè. Nhiều khi người ta tính toán đúng. Chưa có mua quà cho luôn. Rồi nói sao ta, giống như là cảm thấy là giống như là tính toán chưa ly từ ti từ tí vậy đó. Nói chung là giống như là ăn cái này thì hơi mắc tiền quá. Rồi hay là kia phung phí quá. Đại loại là như vậy đó. Giống như là người ta rất là kỹ tính vậy đó. Lúc đầu rồi. Lúc đầu mình nghĩ kỹ tính là chắc là chắc lấy về sẽ là giống như là có dư, nhưng mà thật ra không phải. Thật ra khi mình quen rồi phải là kỹ tính là có dư, nhưng mà là kỹ tính là cái bản tính giống như là keyboard quá đó, mình chịu không nổi. Rồi coi như ế ở không là được bao nhiêu năm rồi nè? Dạ ế ở không hả, chắc trước mùa dịch tới giờ luôn. Cũng mới mấy năm mà còn. Nhưng mà gia đình có hối thúc gì không? Gia đình bây giờ chán luôn rồi. Không thèm nói nữa luôn đúng không? Buồn hết muốn nói. Ok, bây giờ nè, chị Thảo bây giờ đang ở trên đó thì mình chia sẻ đi ha. Mình nói về cái mẫu người yêu của mình đi. Mình thích người cao bao nhiêu, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn, mọi thứ luôn. Dạ, nói chung á, ngoại hình á thì cao hơn được rồi, không cần phải 6 múi đâu. Nói chung cái tuổi này của mình không có quan trọng là đòi cái người kia ngoại hình. Cái người kia nói chung là giỏi, có đức xíu là được. Giỏi là giỏi là sao? Giỏi có nghĩa là người đó là năng nổ, năng lực đó, giống như là làm chịu thương chịu khó làm. Không có cái dạng mà giống như làm vừa đủ thôi, không cần phải kiếm thêm. Chịu khó làm thôi chứ mà làm hoài không lên thì cũng được đúng không? Rất chịu khó. Biên tập vui tới nhà. Rồi tài xế được không? Dạ, shipper à? Càng tốt luôn á. Đúng rồi, mình đang bán bánh tráng, kiếm tài xế là ngon luôn. Về giao hàng đồ. Vâng. Đúng không? Giao sĩ đồ. Biên tập rồi. Rồi có cái này mình hỏi một câu nữa thôi. Đó là cái người đó nếu ly dị á, thì mình đồng ý không? Tại vì cái tuổi mình lớn ha, tuổi mình lớn thì kiếm cái người đàn ông mình đang phải chọn lựa. Cái người ok. Dạ. Công việc mình. Cái tại như vậy nè, thường á thì nói chung là không có ai mà gọi là gọng gãi hay là tâm lý gì hết. Đồng ý là cái người đó ly dị cũng được, nhưng mà với điều kiện á là người ta phải là giống như là không có con. Một đứa thì còn thể chấp nhận được, hai đứa thì mình không thể nào mình nói là con nít mình thương được đó. Cái đó nó thực tế luôn. Chị, nhưng mà với cái người đó là không có con thì cũng có thể chấp nhận được. Tại vì không là mình không thể nào mình nói là người ta có con một hai đứa mình thương được nó sẽ thương mình. Không hề nha. Tâm lý ai cũng vậy, chỉ là nói cái miệng thôi. Chứ thực ra vô được đâu. Rồi.
Thôi được rồi, để có gì nếu được chọn thì mình thương lượng thêm ha chị Thảo ha. Vâng. Ừ, rồi nếu mà đi ghi hình thì chắc mình thoải mái để mình đi đúng không? Ngày mai quay hình ai báo chị đi được không? Dạ. Được luôn, thôi dạ nhẹ dữ vậy. Chị muốn dạ sao? Đúng dần sai cãi hả? Dạ. Cha cũng hài hước dữ rồi, có ca hát gì được không chị? Ca dở lắm. Ừ. Rồi ok, được rồi ha chị Thảo nha. Rồi. Xong rồi đó, phần cast mình xong rồi, nhờ chờ cái thông tin của bên chương trình giùm em nha. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ em vẫn đi làm mà bữa nay là thứ bảy ạ. À rồi, bây giờ mình cast nhanh thôi à. À, mình giới thiệu trước về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Em tên Nguyễn Hoàng Bích Trâm, em sinh 1986, là nay em 37 tuổi nha. Nguyễn Hoàng Bích Trâm hả? Dạ. Rồi, quê mình ở đâu, rồi là công việc là gì, mình cứ chia sẻ chủ động ha, thấy thiếu gì chương trình sẽ hỏi thêm ha. Dạ, quê em thì nói chung là em nhỏ lớn là sinh ra sống ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi khoảng năm, nói chung là tới hồi cấp 2 em về với Củ Chi, em sống là sống tới hiện giờ, rồi đi làm ở gần nhà luôn. Công ty em đang làm là công ty may mặc. Em làm bên sếp à. Mình làm bên khâu nào? Dạ em làm bên cassette là kiểm hàng á chị, là người ta may hoàn chỉnh lên là mình kiểm coi có bị coi như là sai sót gì, đứt chỉ hay là bỏ mũi gì đó là mình bắt lại thôi. Ừ, rồi những cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào, rồi tình trường mình sao ha, mình chủ động chia sẻ nha. Dạ. Điểm mạnh ha, em thì em hay nói lắm, nói chung là em hòa đồng lắm, người lạ người quen em cũng bắt chuyện em nói. Rồi điểm điểm yếu thì nói chung là nó nhiều quá, nhiều khi ta nói là nó nhảm, rồi hay quên, rồi nói chung là cũng hơi nóng tính xíu, nghĩa là cái gì mà mình không thích đó mà cái ai ai nó hoài là dễ hốt lắm. Rồi trường thì nói chung là em cũng đầu hoa mà sàng qua tính lại chắc chừng 3 mối tình thôi, nhưng mà chuyện gì qua rồi chọn qua, mấy cái duyên đó nó không có thành thì nó tan vỡ, mình chịu với chứ giờ. Là mình chưa thành lập gia đình hả? Dạ chưa. À, rồi cái mối nào lâu nhất, quen bao lâu sao mà chia tay? À mối lâu hả? Là quen tầm 6 năm thì tại vì một cái sự cố mà phía bên kia gây ra thôi rồi chia tay. Sự cố gì cụ thể đi? Thì người ta làm sao mà người khác có bầu hay không biết. À đang quen mình mà xong rồi đi làm người khác có bầu chứ vậy? Là từ đó giờ bao lâu rồi mình không quen ai? Cũng lâu, phải 8 năm gì á. Ừ. Ở trong công ty cũng nhiều người mà không gặp được ai hay sao? Ở trong công ty này đa phần là người ta có gia đình chị, với lại nam ít lắm. Mà nam lớn lớn tuổi thì ta có gia đình hết rồi, một vợ hai con hết rồi. Ừ. Rồi vậy thì bây giờ mình mong muốn tìm mẫu người như thế nào ha, về những tiêu chí ngoại hình, tính cách, tuổi tác rồi nè. Dạ thì ngoại hình thì trên 1m7 đi, tại vì em lùn quá, muốn sau này nếu mà lập gia đình thì con mình cũng cao cao được miếng. Rồi người thì không quá mập, cũng đừng ốm quá, vừa vừa người là được. Nhìn ưa nhìn thôi, chỉ cần ưa nhìn thôi, không cần mà phải bảnh trai những gì, em chỉ cần ưa nhìn. Nhìn mà mình cảm thấy là nhìn có thiện cảm, gọi là người nhìn vô mặt thấy thiện cảm muốn nói chuyện là được. Rồi phần nữa là về mà tính cách á, cái giọng nói thì miền nào cũng được mà nói cho dễ nghe, chứ kiểu như là mình nói người ta hiểu mà ta nói lại mình phải hiểu người ta nói cái gì thì mình mới tìm hiểu được người đó. Rồi tính tình thì chỉ cần là điềm đạm, chứ tại em cái tính em nhoi mà kiếm một người nhoi nó chắc nhức đầu dữ lắm. Điềm đạm nhưng mà phải vui, kiểu như là vui đúng lúc á, dừng đúng chỗ này nọ, biết lo cho gia đình, có trách nhiệm xíu, đừng có gia trưởng quá, cái chia sẻ này nọ với mọi người, tính trên nhìn dưới, đại khái là vậy, chững chạc xíu, nhỏ tuổi cũng được nhưng mà phải chững chạc, chứ ai cũng nói bà cụ non, nếu mà kiếm một người mà trẻ con quá em chịu nổi đâu, nhức đầu. Rồi là người này cũng chưa từng lập gia đình hay sao? Dạ nếu được vậy thì tốt ạ, tại vì em là con một, nên cũng dòng họ thì cũng còn, nhiều khi sợ người ta nhìn vô ta nói em chỉ ngại miệng đời xíu vậy thôi, chứ nếu mà hợp nhau thì sống hạnh phúc là được, còn thiên hạ chà đạp luôn cũng sao, mình sống cho cuộc sống của mình mà. Rồi nói chung là mình cũng độc thân, nên mong muốn là tìm một cái người độc thân để ghét cho mình ha. Dạ.
Rồi ok, hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi chị Trâm. Nếu mà được chọn là cũng như là có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình ha. Và